Mình sử dụng sản phẩm Angela là hơn 3 năm rồi. Mới đầu là thấy trong người nó nóng nảy, bốc hỏa, vã mồ hôi ra nhiều lắm. Rồi mình thấy giới thiệu cái sản phẩm Angela Gold, mình mới thử dùng. Thử dùng thì rất là cải thiện, hoàn toàn là không còn bốc hỏa hay là vã mồ hôi hay cáo gắt nữa. Cái sức khỏe toàn thân cũng được cải thiện. Trước khi mình rất là sợ cái lão hóa, nhăn rồi sạm rồi khô. Từ ngày mình dùng cái sản phẩm Angela Gold, càng ngày càng lớn tuổi mà cái làn da nó không có bị lão hóa, nhăn hay là sạm gì nhiều. Mình đi gặp bạn bè thường hay lại sờ da mặt mình á, là hỏi có trang điểm hay không. Mà hả, ngoài cái sự sử dụng Angela Gold á, mình không có cần cái thêm cái mỹ phẩm nào nữa. Cái sản phẩm Angela Gold này là nó được xuất xứ từ Mỹ, rồi các bác sĩ chuyên gia công nhận, nên mình rất tin tưởng, rất hài lòng, cũng không còn mong chờ gì nữa. Mình muốn nhắn nhủ đến các bạn phụ nữ ở cái lứa tuổi nào cũng muốn mình trẻ đẹp, các bạn nên dùng cái sản phẩm Angela Gold từ sớm để được cải thiện cái làn da và cái sức khỏe sinh lý.